Sáng ngày 11 tháng 12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang khởi công xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 đến tham dự. Công trình được khởi công xây dựng gồm khối nhà làm việc 6 tầng, tổng diện tích sàn 6.968 m², khối phụ trợ gồm 1 trệt, diện tích 562 m², khối nhà bảo vệ mục tiêu tổng diện tích sàn 168 m², nhà bảo vệ diện tích xây dựng 16 m², gồm 1 trệt, cổng tường rào chiều dài 401 m, khu sân bãi đường giao thông diện tích 2.675 m² và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí hơn 71 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hiệp Hòa trúng thầu xây dựng. Đây là công trình vừa hiện đại, vừa mang kiến trúc thẩm mỹ, là điểm nhấn mang biểu tượng văn hóa tại vị trí trung tâm của tỉnh, đồng thời đánh dấu bước ngoặt phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình Tiền Giang, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, kịp thời tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, đảm bảo chất lượng cao, phong phú về nội dung và hình thức, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Tiền Giang ở hiện tại và tương lai. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2021.